Hello, xin chào quý khách đã quay lại với cửa hàng Mang Kiến Tái Quan. Thì hôm nay bên Liêm có làm cái một cái đa chồng của dòng Vario ha, của cái nhãn hiệu là của SLI Thái ha. Đây là cái dựa vào cái công nghệ của Đức ha và những kỹ thuật của Đức, công nghệ của Đức để làm ra cái chồng này SLI ha. Là cái chồng này đã được chính hãng hay SLI và nó có cái kiểm tra chất lượng và phải đạt được thì nó mới mới cung cấp cho khách hàng ha. Thì cái đa chồng này thì cái đa chồng nó sẽ đặt theo theo từng từng cái số liệu và khung của cái khách. Đây là cái bộ sản phẩm hợp chồng ha, và đây là cái thẻ chứng nhận ha. Thì cái thẻ chứng nhận này là của chứng nhận chính hãng của SLI nè. Hay đó, và đây là cái số độ của cái của khách hàng ha, mà Liêm đã đặt ở ngày xuất xưởng là ngày 22 tháng 12 ha, 2021. Đây này là của Thái Optic này. Đó. Cái này là của công ty của Thái Lan nha, ha, công ty của Thái Lan luôn ha. Đó, được đầu tư công nghệ của máy móc là của Đức hết ha, theo cái tiêu chuẩn kỹ thuật và máy móc của German nè, là của Đức ha. Đó, đây là cái chồng đặt theo những cái tiêu chuẩn của từng khách hàng. Đó, đây là những cái cặp chồng cao cấp nha. Đây, đó, thì đây là cái thẻ pass ha. Linh sẽ dỡ cái này ra luôn. Mình sẽ gỡ ra để mình coi cái đai chồng này nó như thế nào nha. Đây, đai chồng nó coi như thế nào. Đây là cái dòng sản phẩm của Vario nha. Cái này cái đai chồng mà đai chồng cận chứ không phải là đai chồng viễn. Rất là đẹp ha. Là trong cái lớp ván của nó là lớp ván chống trơn nha. Rất là đẹp. Đây, này miếng bên trái nè và dưới là miếng bên phải ha, và mà một miếng nữa cũng giống như vậy, những cái thông số. Thì Liêm giới thiệu cho mọi người biết được cái đai chồng của Thái đặt của chính hãng SLI nó như thế nào ha. Đó, để cho mọi người thấy được. Đây. Đó, và đây đây cái phiếu. Đây mọi người. Đó, thông số đầy đủ ha. Đây, mới nhất. Đây. Đó, và nó có kèm theo cái khăn nữa, rất là đẹp. Thì cái khăn này thì không không có gì phải giới thiệu ha. Khăn này không chất lượng thì cũng rất là tốt rồi, rất là đẹp. Thì mỗi khách hàng đều có cái thẻ này và cái khăn đó để xác định cái chính hãng của cái chồng Thái Optic Acelai ha. Điểm chuẩn bị làm vào cái gọng của La Roche này là của Pháp ha, cái gọng của Titan đó, La Roche của Pháp. Mọi người coi cái chất gọng Titan ha. Cái logo này, cái logo đi theo cái chất lượng gọng nha. Titanium, mọi người coi cái titanium của Pháp nè. Đó. Cái này là chữ thêu ha, nên nó sẽ không bao giờ bị mất. Đó. Ở đây là cái logo của gọng, cái gọng kính ha, đi theo nè. Đó. Đây những cái kính mắt tiền này nó sẽ làm rất là chỉnh chu và rất là đẹp nha, rất là nhẹ nha, tại vì nó là tính chất của titanium. Đó. Rồi thì khi mà Liêm làm xong á thì Liêm sẽ đưa vào ha, sẽ quay lại cho mọi người xem. Liêm ráp cái đai chồng này vào và cái gọng kính này ha. Thì cái đai chồng này rất là đẹp ha, rất là tốt. Mọi người có thể là tin dùng những cái chồng của SLI ha. Rồi Liêm xin chào mọi người trước, mọi người chờ cái clip thứ hai ha để Liêm ráp vào cái gọng kính này cho mọi người xem nha. Hello, vậy là Liêm đã làm xong cái đai chồng ha. Của Vario, của dòng Top đó, của công ty Thái này, SLI ha. Đây là cái đai chồng đánh nha, Liêm phải đặt đánh ra riêng cho khách hàng đó, theo cái độ như vậy. Rồi vào ngày 22 tháng 12 2021 thì rất là mới nha. Đây, đây là cái case rất là mới vào cái gọng của titanium ở Guy La Roche của Pháp đây. Rất là đẹp ha. Để mọi người coi cái sự sáng bóng của cái nó, cái ánh sáng mà nó chạy trên cái gọng á, nó coi rất là bóng và đẹp ha. Và cái chồng nó rất là trong đó. Và nó chống tia, nó có phủ lớp chống tia UV cao ha. Đó. Cực kỳ đẹp. Đây. Cái gọng rất là đẹp nha. Ve mũi logo đi theo cái gọng nha. Đây. Rồi, coi như đây là cái hộp ha. Cái hộp của thương hiệu của cái gọng kính nha. Đó, và cái móc khóa rất là đẹp luôn. Đó, mọi người coi ha. Rồi, vậy thì coi như là Liêm đã làm xong cái đai chồng ha. Đặt đánh riêng cho từng khách hàng của dòng SLI ha. Cái dòng Vario của công ty Thái Optic ha, theo công nghệ của Đức. Rồi.
Vậy thì Liêm đã làm xong rồi. Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.